Ở bên này các bạn mở file Undercut File trong thư mục bài tập. Chúng ta thấy có một bước công File thiên đây là kiểu gia công cho cái mặt Undercut này. Nhưng mà khi chúng ta tính toán đường giao thì Alex nó báo lỗi và không tạo ra được cái đường tương tác cho bước công này. Lý do là vì đây là cái phần hình học undercut, thì mặc định Alex nó sẽ không gia công ở những khu vực này. Để gia công được thì các bạn phải vào trong cái phần cutting parameter, tiết vào allow undercutting. Đó, thì lúc này cái đường toolpath nó mới được tạo ra.